7. Dạy về những chướng ngại do lý học gây nên Thiện căn của người đọc sách bị những vị tiên sinh bên lý học đoạn dứt, nhưng các tiên sinh bên lý học đều trộn lấy những nghĩa lý của Phật Pháp để tự xưng hùng, lại sợ người đời sau học Phật, bèn ra sức bài xích, hồng ngăn lớp hàng hậu học để họ chẳng biết đến Phật Pháp. Nhưng làm sao ngăn trở được người có chút túc căng? Chẳng qua, là dùng mánh khóe ấy để người căng tánh trung hạ không cách nào đích thân được gội nhuần pháp trạch vậy. Nay, tôi đặt pháp danh cho mỗi người trong bọn họ, xin hãy chia thư ra giao cho họ, hoặc đem những ý chánh yếu trong thư này, viết lại gửi đi, để mỗi người tự sao lấy. Không có hình chụp của tôi gửi kèm theo, chỉ mong những người xin quy y hãy lễ Phật, niệm Phật, dùng hình tôi nào có ích chi cõi đời hiện thời đã loạn đến cùng cực thiên tai nhân họa không lúc nào nhiều hơn lúc này trong thời thế này mọi người đều phải phát tâm cảm kích ai nấy phải nỗ lực tu đạo làm người trong luân thường và ứng xử hàng ngày kim tu pháp môn tịnh độ đấy gọi là tu chân ngay trong cõi tục sống trong cõi trần học đạo phật pháp lẫn thế pháp đều cùng hành nếu trong những kiếp xưa chẳng gieo căng lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì, sẽ trở thành lên núi báu, trở về tay không, cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Nguyễn Thượng, trả lời thư cư sĩ, vườn đất châu, ở Vân Nam, 2. Bỏ nhân quả, mà bàn về sự bình trị, thì chẳng qua là trị lành đôi chút căn bệnh ngoài da. Nếu là tâm bệnh thì ngược lại, bệnh càng tăng trưởng, chẳng lẽ nào chữa lành bệnh cho được. Những người nói giọng cao xa, cứ bảo nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, chính là lời bàn luận hư vọng để dối người của đức Phật. Chẳng những không biết nhân quả mà còn hoàn toàn u mê nơi chánh lý thế gian. Thánh nhân cùng lý tận tánh đất như lai đoạn hoặc chứng chân đều chẳng ra ngoài nhân quả nếu con người tin sâu nhân quả sẽ tự nhiên ý thành tâm chánh thân tu họ dùng thành ý chánh tâm tu thân để làm căn cứ khiến cho đời yên dân hiền mong thành thánh thành hiền nhưng cực lực bài xích nhân quả luân hồi chẳng biết chỉ có xử lý nhân quả luân hồi là phương tiện làm cho con người thành ý chánh tâm tu thân đã không có nhân quả luân hồi thì có mấy ai chịu theo đuổi thành ý chánh tâm tu thân muốn cho ai nấy đều thành ý chánh tâm tu thân mà trước đó đã bài xích phương tiện khiến cho con người không thể không thành ý chánh tâm tu thân chẳng dám không thành ý chánh tâm tu thân cái tội đã vu bán bậc thánh đời trước gây lầm lẫn cho người học đời sau dù hết sạch trúc cũng khó ghi trọn được. Họ vẫn tự kêu là đề cao điều chánh, trừ bỏ lẽ tà, khiến đời yên dân lành. Đến nỗi xuất hiện những cảnh phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu thuận, bỏ hổ thẹn, tàn sát lẫn nhau, dân không lẽ sống, vân vân, đều là do sự bài xích nhân quả luân hồi ấy ươm thành. Nếu họ mộng thấy được cái họa ấy, dù có bị hình phạt tan xương nát thân bất bách họ đề xướng bài xích họ cũng chẳng dám làm huống là do chỉ cầu lấy hư danh chẳng liên quan khẩn yếu mà lại dám làm ư thật vậy chúng sanh ác nghiệp sâu nặng cảm phải học thuyết này nghiệp tăng nặng thêm há chẳng đáng thương quá ư ấn quan pháp sư văn sao tục biên quyển hạ lời tựa cho bôi độ trai văn tập